chàng trai giúp người khác làm ăn, đúng lúc mọi thứ đang phát đạt, chủ nhà lại muốn đuổi cậu ta đi. Anh sao có thể như vậy được? Ai cũng chỉ nghĩ đến mình thôi. Như ý, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi. Kể từ hôm nay, cậu không còn liên quan gì đến gia đình này nữa. Chúng ta cắt đứt quan hệ. Được, vậy tôi đi. Không, Như ý, cậu không thể đi. Cậu đi rồi chị làm sao đây? Em phải làm sao đây? Chị, em đi đây. Như ý chỉ có thể giúp được các người đến thế. Sau này chỉ có thể trông cậy vào chị và anh Hy Vọng thôi. Bảo trọng nhé. Nói xong, cậu ta bước nhanh ra khỏi nhà Triệu Hy Vọng. Anh điên rồi à? Sao lại đuổi Như Ý đi? Vong ân bội nghĩa, bạc đãi người tốt. Tôi không đuổi nó đi thì gia đình này sẽ mất, em cũng sẽ mất. Lúc trước chính anh năn nỉ cậu ấy đến mà. Tôi hối hận rồi, được chưa? Tuy số tiền này là do nó kiếm về, nhưng tôi có đứng lên được hay không đều phải dựa vào số tiền này. Không ai được động vào. Có tiền thì mới có thế lực, mới có can đảm lấy lại phẩm giá đàn ông. Hy vọng tin rằng lương mình nhất định sẽ khỏi, sẽ lại mạnh mẽ như trước kia. Anh ta muốn tự mình cho Quế Hoa một đứa con. Quế Hoa, em yên tâm, anh sẽ khỏe mà, nhất định sẽ làm em hạnh phúc. Anh có sức lực, có trí tuệ giống như Như Ý, đảm bảo sẽ canh tác tốt 500 mẫu đất, cho em sống những ngày hạnh phúc nhất. Triệu Hy Vọng, em không ngờ anh lại là người như vậy. Em muốn ly hôn với anh. Em nói gì cơ? Lúc anh bị thương, cuộc sống khó khăn như vậy, em còn chưa từng nói đến ly hôn. Em nói xem, có phải em đã yêu Hương Như Ý rồi không? Đúng, em muốn đi sống với Hương Như Ý. Anh cứ ở lại giữ cái nhà này và số tiền trong sổ tiết kiệm đi. Chúng ta không có giấy đăng ký kết hôn, chỉ là do cha mẹ sắp đặt và mai mối giới thiệu, nên chưa thể coi là vợ chồng thực sự. Em đi đây, anh tự lo cho mình nhé. Quế Hoa quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Triệu Hy Vọng chống nạng, căn bản không đuổi kịp Quế Hoa. Đừng đi, Quế Hoa, em quay lại đi. Quay lại đi em ơi. Chị à, chị làm gì vậy? Sao lại đến nhà em? Như ý, chị đã ly hôn với Hy Vọng rồi, sau này sẽ sống với em. Dù sao chị cũng không thể xa em một ngày. Nhưng anh Hy Vọng dù sao cũng là người tàn tật, bên cạnh không thể thiếu người. Như ý, chị biết em tốt bụng, em thương xót Triệu Hy Vọng. Nhưng ai thương xót chị đây? Nếu không phải lúc đầu em đến nhà chúng tôi, chị đã sụp đổ từ lâu rồi. Chính em đã kéo chị ra khỏi bóng tối, cho chị thấy được hy vọng trong cuộc sống. Từ nay chị là người của em rồi, em đi đâu chị sẽ theo đó. Thấy Quế Hoa kiên quyết như vậy, Hương Như ý đành để Quế Hoa ở lại tạm thời trong nhà cũ. Còn mình bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác. Triệu Hy Vọng không chịu đưa ra sổ tiết kiệm, nhưng tiền thuốc men của vợ chồng ông trưởng thôn Vương Đức Lâm không thể chậm trễ. Lúc ở bệnh viện, Vương Đức Lâm từng nói, trong hai con sói tấn công họ có một con khác biệt, đó là một cặp sói vợ chồng. Hưng Như Ý biết chỗ ở của họ, liền túm lấy con dao mổ lợn dắt vào thắt lưng, rồi hùng hổ lên núi. Sau khi xử lý xong hai con sói, trời đã sáng dần, bán ra sói và thịt sói cho lão Dương thu mua đặc sản rừng núi, đổi được kha khá tiền, mang tiền đến bệnh viện đưa cho. Anh Như Ý lại để em tốn kém rồi, em gái chẳng biết nói sao cho phải. Bác Lâm cũng vì giúp anh mà ra nông nỗi này, đáng lẽ anh phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa sau khi bố mẹ mất, nếu không có bác Lâm che chở, anh cũng đâu có ngày hôm nay. Khi xưa, nếu không phải Vương Đức Lâm thay Triệu Hy Vọng thuyết phục mình, chưa chắc mình đã đồng ý đi làm mai mối cho Triệu Hy Vọng. Mạch Hoa đến nhà gì? Cũng đã được một thời gian rồi, con có thể nói cho dì biết đứa bé trong bụng con là của ai không? Dì à, anh ấy là người cùng làng với chúng con. Anh ấy rất giỏi, chỉ với một con dao mổ lợn mà diệt được 4 con sói dữ. Vậy sao con không lấy anh ta? Hay là anh ta đã có gia đình rồi? Không ạ, thực ra là bố con không đồng ý. Còn nữa, Mạch Hoa, không biết giới thiệu Hương Như Ý với gì thế nào? Thực ra là đi làm mai mối cho nhà người ta. Nghe con nói thì anh chàng đó vẫn chưa biết con có thai phải không? Dì là người từng trải, dì thấy con không nên giấu anh ấy. Nếu anh ấy biết con mang thai, dù khó khăn thế nào, chắc chắn sẽ không ngần ngại ở bên con. Nếu anh ấy không thể, thì càng không đáng để con hy sinh nhiều như vậy, lại còn xin con đẻ cái cho anh ta. Dì à, anh ấy chắc chắn cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Mạch Hoa thấy lời dì nói có lý, mình không nên cứ thế bỏ đi. Mạch Hoa nên biết là mình đã mang thai đứa con của anh ấy, bèn cầm bút viết cho Hương Như Ý một lá thư. Anh Như Ý à, em đang ở nhà dì chờ anh đến đón. Dù bố em phản đối thế nào, em cũng muốn ở bên anh, cùng nhau nuôi lớn con của chúng ta. Rồi Mạch Hoa gửi bức thư đi, vui mừng chờ đợi anh Như Ý đến đón mình. Lão Triệu à, con gái ông của Nhiên viết thư cho Hương Như Ý rồi. Triệu Đại Thuận đã có chuẩn bị từ trước, đã dặn dò trước người phụ trách chuyển thư của làng họ. Triệu Đại Thuận cầm phấn đọc xong bức thư. Ông xã, đây là thư của con gái à? Con bé hiện giờ đang ở đâu vậy? Sống có tốt không? Mạch Hoa đang ở nhà gì nó? Sống cũng tạm. Trong thư bảo Hương Như Ý cái thằng vô lại đó đến đón nó. Con nhận được vợ và đứa con trai mập mạp. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Vậy ông sẽ định làm sao? Chúng ta lấy tên Hương Như Ý viết thư trả lời Mạch Hoa, nói rằng Hương Như Ý đã thành vợ chồng thật sự với Quế Hoa rồi. Bảo Mạch Hoa chết tâm đi. Mạch Hoa hiểu ra, chắc chắn sẽ tự đi bỏ đứa bé.
Ông xã, vẫn là ông có cách. Chỉ tội nghiệp con gái thôi. Vợ chồng chịu đại thuận càng thương con gái phải chịu khổ, càng căm hận Hương Như Ý. Bên bệnh viện, cuối cùng sau khi điều trị, mặc dù đã cứu được mạng bác gái Lâm, nhưng người đã trở thành người thực vật. Bác trai Lâm tuy chân có thể dần hồi phục, nhưng chắc chắn không thể linh hoạt như trước nữa. Một gia đình tốt đẹp thế mà tàn nát. Feng Linh chỉ sau một đêm gần như trở thành cô nhi. Mặc dù Hương Như Ý không còn là mai mối cho Triệu Hy Vọng nữa, nhưng 500 mẫu đất khai hoang kia không thể dừng lại. Dù sao người đứng tên cũng là mình và Quế Hoa. Dù để lại cho Triệu Hy Vọng, anh ta tàn tật rồi, chẳng lo được gì cả, nhưng lòng Quế Hoa lại thấy bình yên hơn trước. Bây giờ cô ấy và Hương Như Ý sống trong ngôi nhà cũ của anh ta. Cô ấy coi như đã là vợ của Hương Như Ý rồi. Cô ấy thực sự mong cuộc sống cứ thế trôi qua, sớm muộn gì cũng sẽ thành thật. Nhưng ông trời không chiều lòng người. Hôm đó đang bận rộn ngoài đồng thì người cùng làm chạy vội đến. Quế Hoa, không hay rồi, anh Hy Vọng gặp chuyện rồi. Đại Trắng, anh Hy Vọng sao thế? Anh ấy treo cổ tự tử rồi. Mau về nhà xem sao. Lần trước uống thuốc chưa sâu, đây là lần thứ hai Triệu Hy Vọng định kết thúc đời mình rồi. Chuyện sống chết quan trọng lắm. Hai người vội vàng chạy về nhà Triệu Hy Vọng. Anh Hy Vọng, rốt cuộc anh làm sao vậy? Quế Hoa, cuối cùng em cũng về rồi, đừng đi nữa, được không? Em bỏ anh đi, anh sẽ lại tự tử đấy. Thấy Quế Hoa không phản ứng, lại quay sang nhìn Hương Như Ý. Như Ý, tôi muốn cậu trả Quế Hoa lại cho tôi. 500 mẫu đất đó, tôi đồng ý cho cậu một nửa. Xin cậu hãy nâng tay. Nhìn Triệu Hy Vọng bần thiếu sộc sạch, đám đông xung quanh cũng thương hại anh ta. Khuyên Quế Hoa hãy quay về đi. Quế Hoa cũng sợ Triệu Hy Vọng lại tìm đường chết, đành phải đồng ý. Ôi, tốt quá rồi. Quế Hoa, ngày mai chúng ta đến bệnh viện lớn nhé. Mang theo tất cả tiền. Anh muốn chữa khỏi hẳn cái lưng của mình. Anh khỏe rồi sẽ cho em tất cả. Chúng ta sống tốt với nhau nhé, được không? Đêm đó Quế Hoa không về nhà cũ của Hương Như Ý, mà ở lại nhà Triệu Hy Vọng. Sáng hôm sau, Hương Như Ý định dùng máy cày đưa Triệu Hy Vọng và Quế Hoa đến huyện để bắt xe. Không cần đâu, tôi đã nói chuyện với Đại Tráng rồi. Anh ấy sẽ đưa tôi đi. Anh, chẳng lẽ chúng ta đã xa lạ đến mức này rồi sao? Dù sao cũng ở chung mái nhà, sống tối bên nhau mấy tháng. Hương Như Ý cảm thấy khó chịu trong lòng. Như Ý, ở đây không còn việc gì của cậu nữa, cậu đi đi. Như Ý, tôi đi đây. 500 mẫu đất giao cho cậu rồi, cậu nhất định phải quản lý cho tốt. Bác sĩ nói, chữa trị cuộc sống ít nhất cũng mất vài tháng. Tôi không biết khi nào mới về được. Chị yên tâm, mùa thu năm nay chúng ta sẽ được mùa to. Chị và anh Hy Vọng đến tỉnh. Nếu thiếu tiền thì viết thư, em sẽ tìm cách. Trong ánh mắt lưu luyến của Quế Hoa, xe bò càng lúc càng xa. Triệu Đại Thận với vẻ mặt đắc ý tiến lại gần. Như Ý, nói cho tôi biết, phải chăng Triệu Hy Vọng đuổi cổ cậu ra khỏi nhà? Thế còn tiền tiết kiệm, còn máy kéo nữa, rồi 500 mẫu đất phân chia thế nào? Tất cả mọi thứ cháu đều không lấy, đều là của anh Hy Vọng và chị Quế Hoa. Không còn gì thì kiếm lại từ đầu. Chú yên tâm, cháu với Mạch Hoa có thể tay trắng làm nên. Những gì cần có, tương lai chúng cháu sẽ có. Mau đi, con gái tôi không đời nào sống với thằng nghèo kiết xác, đồ vô dụng. Nếu tất cả những thứ đó thuộc về Hương Như Ý, Triệu Đại Thận có thể cân nhắc cả Mạch Hoa cho hắn. Kết quả thằng ngốc này chẳng muốn gì cả. Triệu Đại Thận cảm thấy kế hoạch chia rẽ bọn chúng của mình thật sáng suốt. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe giáp vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.